Xoài non cạch mặt Thiều Bảo Trâm, chính chủ lên tiếng trước lời đồn từ netizen. Với một story trả lời câu hỏi cho fan, Xoài non khiến netizen ngỡ ngàng, hiểu ra tình trạng mối quan hệ của cô và Thiều Bảo Trâm. Là một trong những KOL có khuôn mặt lai Tây, vóc người chuẩn chỉnh và đồng thời còn là nóc nhà của Semesis, streamer đình đám nhất nhì Việt Nam, Xoài non là một KOL có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội hiện nay. Dù còn rất trẻ, nhưng người đẹp đã có nhiều kinh nghiệm trong làng giải trí và được nhiều bạn trẻ yêu quý, ủng hộ. Vừa nổi tiếng vừa về chung nhà với chàng hot streamer Semesis khi còn quá trẻ 17 tuổi, Xoài non ngày càng bị dân tình xăm soi ngay khi có thể. Mới đây trên Instagram cá nhân, khi Xoài non mở một hỏi đáp trên story tại Instagram cá nhân, cô nàng đã nhận được một câu hỏi có nội dung: "Tại sao chị nghỉ chơi với chị Thiều Bảo Trâm ạ?" Câu hỏi lập tức nhận về rất nhiều lượt quan tâm, bởi trước đây từng có đồn đoán rằng mối quan hệ giữa Xoài non và Thiều Bảo Trâm có dấu hiệu rạn nứt. Ngay lập tức, nàng hot girl 2K đã lên tiếng về tình trạng hiện tại với Thiều Bảo Trâm. Đáp lại thắc mắc của khán giả, Xoài non khẳng định, ai đồn ác vậy, tôi nghĩ chơi hồi nào. Động thái này cho thấy, mối quan hệ giữa bà xã Semesis và nữ ca sĩ vẫn đang rất tốt đẹp, chứ không hề rạn vỡ như dân tình đồn đoán. Trước đó, sự việc khiến Xoài non bị chỉ trích có thể nói là dữ dội nhất bởi câu chuyện chiếc bánh trà xanh xảy ra hồi tháng 1 năm 2021. Cụ thể vào thời điểm này, khi mà scandal trà xanh nổi lên, với nhân vật chính là những cái tên nổi cộm trong giới giải trí Việt, Linh Ngọc Đàm và Xoài non đã đăng tải hình ảnh chiếc bánh kem với dòng chữ Be Strong Sister với hàm ý động viên Thiều Bảo Trâm, khiến cộng đồng mạng cực kỳ xôn xao. Sự ủng hộ của hai người bạn dành cho Thiều Bảo Trâm như ngầm khẳng định lời đồn người thứ ba lúc đó là có thật. Các tranh cãi được chia thành hai luồng ý kiến khác nhau. Một bên vực hot girl vì cô không làm gì quá đáng mà chỉ bên bạn mình. Bên còn lại vẫn tiếp tục ném đá tới tấp cô nàng. Sau đó gần 10 tháng vào ngày 15 tháng 11, cả Linh Ngọc Đàm lẫn Xoài non lại đồng loạt lên tiếng xin lỗi vì đã từng đăng tải hình ảnh chiếc bánh kem đó. Cú quay xe bất ngờ từ phía hai KOL này khiến cõi mạng dậy sóng thời điểm đó. Còn gọi ngày 15 tháng 11 là đại hội xin lỗi để chăm chọc hai người đẹp. Phía hot girl 2K2 Xoài non đã lên tiếng xin lỗi trên story cá nhân và khẳng định vì sự bốc đồng mình đã xen vào chuyện không phải của mình, cái đó là lỗi sai duy nhất của mình và hứa sẽ không có lần nào nữa. Lời xin lỗi của Xoài non bị nhận xét không khác gì một cú vả ngược lại người chị em Thiều Bảo Trâm mà cô từng lên tiếng bên vực trước đó. Nhiều người cũng cho rằng mối quan hệ chị em này giữa Thiều Bảo Trâm và Xoài non cũng chỉ là vì lợi ích nhất thời chứ chẳng hề thân quen như đã thể hiện. Cộng đồng mạng cũng đồn đoán rằng hội chị em của Thiều Bảo Trâm đã chính thức quay mặt với nhau. Cũng từ sau câu chuyện chiếc bánh gato trà xanh này, khán giả dường như không còn thấy hot girl Xoài non và Thiều Bảo Trâm tương tác với nhau trên mạng xã hội. Thế nhưng dù hiếm thấy hai người tương tác trên mạng xã hội hay đánh lẻ đi chơi, nhưng với story gần nhất đáp lời netizen thì có vẻ tình bạn giữa cô nàng và Thiều Bảo Trâm vẫn chưa tan tác chi muôn như dân tình đồn đại. Và có vẻ chỉ khi nào thực sự thấy các cô nàng tái hợp bằng hình ảnh người thật việc thật như một cuộc hẹn hò đi chơi nào đó giữa Xoài non, Linh Ngọc Đàm và cả Thiều Bảo Trâm thì dư luận mới thôi xôn xao đồn đoán. Nhưng biết sao được, cứ chờ động thái mới nhất của các cô nàng, dân tình ắt sẽ rõ thôi.